Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger trong phần chơi Minecraft Forever Stranded Updated. Trong tập trước thì chúng ta đã gắn upgrade, và upgrade này rất là mất công sức luôn nha, cực kỳ ghê gớm với upgrade. Bây giờ đồ nhiều quá, đồ nhiều thiệt nhiều luôn. Để coi chúng ta sẽ cần được thì tán nghe Enderman cái đi, đổi controller Enderman. Missing. Sao mà missing được? Bởi vậy không có cần phải xây mất farm nhiều quá. Nhiều quá không có chỗ mà chịu nổi à. Nó quá mắc. Làm là hả? Khóc hận luôn á. Mất factory. Rồi bây giờ trong này còn Enderman nè. Vô tán nó một cái. Nghe ghê quá đi. Tán nó một cái. Rồi sao nữa? Rồi tán nó, kiếm Enderpearl. Enderpearl thì hơi dư đó nha. Số lượng này là thoải mái cho mình xài raw fish gì này nọ luôn. Catfish. Ok vậy. Lại hết điện. What? What happened? Chắc nó liên quan đến cái chuyện chúng ta chỉnh. Nghi ngờ. Kỳ lạ không? Chỗ này khó khăn quá. Bây giờ cắm cái này vô. Xong mới cắm cái Dimensional Transceiver vô cho nó chắc cú. Rồi buffer chạy rồi nè. Gắn trực tiếp nhiều khi nó không hiểu rồi. Ok. Vậy đi. Rồi bây giờ đi tán Enderman. Sao anh kia đổi luôn đi. Cái này đang chạy ổn định rồi nha. Nhưng mà tốt nhất vẫn chỉnh đi cho chắc cú. Rồi xong. Ok. Enderpearl thì không có gì, quan trọng là kinh nghiệm.
Vậy thì rốt cuộc á, ở chỗ này nè, nếu chúng ta muốn xài nâng cấp cấp độ 3 là phải nâng lên cái mob farm cấp độ 4. Nâng cấp cấp độ 3 phải là cấp độ 4 thì mới xài được. Tính ra hơi uổng ha. Nếu mà mình xây cái sàn này là 23 ô thì bây giờ mình có 4 cái trên này luôn rồi. Hơi uổng. Một sai lầm nhỏ. Dẫn tới những thứ quá căng thẳng. Nói là quá căng thẳng luôn. À, giờ đi về đây. Experience. Pluck up the sea lapis. 1, 2, 3. Rồi hiểu luôn. Thiếu lông gà. Làm rhizome đi, tán con gà luôn đi. Tán con gà, tán con mực. Đào xuống xong rồi đập một cái là được. Bây giờ qua bển đổi. Mình đã đập con gà xong rồi. Cái này chỉ cần có cấp độ 1 luôn, thấy không? Thấy ghê chưa? Thì chúng ta sẽ cho nó lên luôn. Tháo này ra. Cục mới đâu? Cá sợi. Đang có Enderman đây luôn. Rồi và đây là chicken. Thì coi coi có cần phải chỉnh lại không nha. Coi điện ở trên trước chứ. Điện dẫn vô. Không cần chỉnh lại gì hết. Rồi như vậy nó sẽ cho mình thêm được wild feather với thịt gà. Thì chủ yếu mình cần feather. Rồi bây giờ mình đi đào một cái. Không cần đào thôi, chúng ta đi uống nước ở trong khu nào đó đi. Chắc cái xô ra. Hello. Để coi đổ như vậy thì có mực xuất hiện không nha. 21 hả? Sâu quá. Nhiều khi sâu quá nó không chịu xuất hiện. Dơi thì có. Để quay về nhà đi. Quay về nhà đổ một cái được rồi. Đường ra rồi. Nhỏ quá.
Kiếm cái chỗ bự bự hơn chút. Có một cái chỗ rất là phù hợp ở ngoài đây nè. Mình đào xuống được nhưng mà mất công mình dọn lên thôi. Mình đang muốn tận dụng luôn ha. Sâu không nhỉ? Ôi, bao sâu luôn. Sao có đường ray như này nữa? Ta chờ xíu thử coi, không được thì xử lý theo kiểu bình thường. Mới bắt đầu thôi. Đổ nước chỗ này là đã có con mực rồi nè. Xuống dưới. Hộp. Rồi em đó coi như xong rồi đó. Vậy là đủ. Để mình có thể có mực. Chúng ta bỏ vô cái controller một cái. Bây giờ đập cục này ra. Đổi cục mới. Nãy có cho làm rồi, chưa có lấy. Chúng ta sẽ cần phải có mob controller. Đây. Bỏ lông gà vô. Trứng gà. À để coi thử coi trên trong nó có trứng gà không nha. Để xuống. Rồi vô. Quýt. Xuống kiểm tra. Nãy là có, wow, nhiều dữ vậy, bỏ liền, nhanh quá, không cần nhiều vậy đâu, bây giờ đâu cần ăn nữa đâu, giờ lông gà với cái này là để mình làm mấy cuốn sách thôi, nên chúng ta thích nhiều nhiều một chút, còn mấy con cá này thì thực tế là dục hết, nó không cần thiết ha. Bởi vậy cái cây đó không đủ. Đang làm mob farm á. Mob farm theo nhu cầu. Cần cái gì thì đổi ở trên đó và farm theo nhu cầu thôi cho nó nhanh. Cúc and kill, grab 84 cũng được nữa. 10 cuốn thôi, cái này không có gom lại được. Factory đó, đang có rồi đó. Vấn đề là nâng cấp quá phê thành ra không làm hết tất cả mọi thứ ha. Phải nói là nâng cấp quá phê. Tại sao chúng ta phải nâng cấp quá nhiều? À bây giờ đang farm con mực cấp độ 1 mà mình phải làm cái tier 4 thì mình mới ăn được hết tất cả những cái upgrade cấp độ 3. Cho nên nó nâng cấp quá phê. Chúng ta cần cái gì thì farm cái đó thôi. Rồi, stop. Stop lại liền. Chạy nhanh quá rồi. Normal display sunset. Giờ ở đây là sẽ để theo kiểu là đẹp là được.
Bây giờ sao chưa ngủ được nữa? Quên. Bây giờ bên này không chạy thì tháo chứ để làm gì? Vi phạm thời gian. Hết kinh nghiệm chữ quá đi. Rồi bên đó có kinh nghiệm không nha? Đúng rồi, nâng hết luôn á. Lút tinh với lại quê đờ gì à, lút tinh ảnh hưởng lên hết luôn. Enderigan rồi gì này nọ là thoải mái hết, không có vấn đề gì hết. Chúng ta cần làm nâng cấp cho hai cái mob farm là quá nhiều luôn á. Mấy cái nút bấm nhanh đó nhiều khi nó bị lỗi á, cho nên mình ít xài lắm. Nó có nút á, nhưng mà ít xài lắm ha. Vẫn tốt nhất là cứ lấy ra và tự craft cho nó đảm bảo. Tại vì bấm một phát mà nó lỡ nó lỗi một phát luôn á là phiền lắm. Thank you.
AI đâu cần. Cái này không cần AI ha. Tại vì chúng ta bây giờ là cần một chỗ auto crafting là có rồi nè. Cần tài nguyên khoáng sản đầy đủ nè. Auto tài nguyên khoáng sản, nhắc cái nhớ qua bển kiểm tra cái. Auto tài nguyên khoáng sản rồi vô thêm draconic nữa là đẹp vời, tuyệt vời luôn rồi đó. Draconic evolution. Thẳng đây có đi cho thêm công thức 64k thôi. Cần rất là nhiều experience. Con mực. Để chạy Extreme Reactor để làm gì? Không cần thiết. Rồi, hết cấp. Tại nhiều vẫn cần làm điện. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải kiểm tra, phải coi đất đi đất này chứ. Ta sẽ cần phải kiểm tra chỗ, hết chỗ và đập này ra đi. Vậy là nó không link nè, thấy không? Nó không có link vô, không có vấn đề gì. Thì chỉ có được một cục đó thôi. Cắn lại. Và bây giờ chúng ta đọc vô đây nha. Maximum input output 500.000. Xài nhiều là xài đến mức độ nào? Hiện tại là mình đang output 41.000 arithmetic. Xài nhiều là xài đến mức độ nào được gọi là nhiều? Thằng chơi này có gì mà cần phải sử dụng hơn 500.000 đó? Có không? Có không? Có món gì mà chúng ta phải sử dụng hơn mức độ đó không? Năm trăm ngàn.
Đơn giản là bởi vì nó chỉ có một cục thôi. Nether Star Generator. Có nhiều cách ha. Nether Star Generator. Còn không thì chúng ta có nguyên cái gì đó kìa. Lắp đầy cục năng lượng của Raconic. Chuyện đó là chuyện không ai làm được hết trơn hết á. Những phần chơi này là đâu có cần xài năng lượng quá nhiều để làm gì đâu. Tóm thức vô làm class processing. Rồi sao nữa? Qua bên kia làm trash can hủy đồ. Filter. Raconic xài cũng nhiều nhưng mà các bạn phải chú ý là Raconic khi mà các bạn nâng cấp á, nó đòi hỏi cái lượng điện năng tổng. Lượng điện tổng, ví dụ như 64.000 RF chẳng hạn, chứ không phải là 64.000 RF per tick. Đúng không? Khi mà chúng ta lấy được 500.000 RF per tick ra chẳng hạn, thì quốc 64.000 này là chưa tới một tick nó đã xong rồi. Nó như vậy á. Mình sẽ vô đây mình filter cái phần Ender Pearl, tại vì nó quá nhiều. Mình không cần nữa. Wireless, đúng rồi. Ta bỏ đi. À, nó sẽ bỏ đi hết luôn. Toàn bộ Ender Pearl. Ta chừa lại cái mình cần. Hiện tại Ender Pearl ta không cần nha. Cần là cần experience nè, để bấm ầm ầm vô mà chế tạo nâng cấp. Cái này dục được nè. Tinker Construct không có xài. Ở đây mình không muốn gắn drawer, tại vì sau này mình tháo mình bỏ hết à. Sau này mình dọn chỗ này mà, mình không muốn làm nhiều quá. Để rồi sau này mình phải hả vô quản lý một đống công chuyện nữa.
À, đi làm chuyện khác đi, kinh nghiệm đã có. Dạ, kinh nghiệm đã có rồi thì làm cuốn cuối cùng để mình làm thêm cái XP upgrade. Bỏ vô 1 2 3. Này vô. Rồi bỏ vô hết. XP. Khoan, crafting XP upgrade cấp độ 3 đâu? Cái vậy? Thiếu cấp độ 3. Lạ ta. Tại đó chồng không có, nghĩa là không có thôi, giờ mới có nè. Thiếu con cá. Cá thì qua anh kia mà lấy một thùng cá luôn. Đây, cá đây. Bao nhiêu cũng có. Cái này được á, là phải làm mỗi một cái bộ upgrade đó là hai cái, để chúng ta cho hai cái mớ farm mà trước mắt chỉ đủ để làm một. Ô về luôn. Còn thiếu một cái nữa. Đã có được 3 cấp độ. Chiu chiu chiu. Đâu có con cục này đây nữa. Lấy 1, 2, 3. Lấy cấp độ 1 xuống. Qua đây gắn 1, 2, 3. Nó sẽ rớt ra nhiều experience hơn. Chỗ đó là Where the Boss. Kiểm tra Where the Boss. Không rớt kinh nghiệm. Dưới vậy. Ờ, đi kiểm tra coi thử coi điện năng sao, điện tiêu thụ sao. Ồ, điện rút ghê thiệt luôn á. Quá chừng luôn. 440 48.920 RF per tick. Quá nhiều. Ôi này được có 20.000 à. Cộng dây dở. Cộng dây dở quá. Fluid Transposer. Bữa chúng ta có Magma Crucible rồi phải. Bữa có làm Magma Crucible thì phải. Đây. Induction Smelter, không phải Magma Crucible rồi. Efficiency Upgrade, chắc vậy quá à. Nhưng mà lại làm thêm Efficiency là lại cần có Experience. Quá đau đớn. Cái gì cũng cần Experience hết trơn hết á. Thế mình thấy cái đó là cái khổ nhất của bên bản mod Wood ha. Hên á, là chúng ta đã có thể chế tạo được sách nha. Không chế tạo được sách là còn mệt nữa. Vậy sao đây? Bây giờ muốn rút ra được cho nhiều á là phải coi lại cái transceiver đâu. Transceiver có giới hạn không ta? Rồi để mình coi thử coi transceiver có giới hạn không. Có giới hạn. Transceiver chỉ chuyển được 20.000 thôi. Bằng cái con đuôi. Nó còn bị hụt đi 10% nữa. Yeah.
Cách đơn giản nhất, Nether Star Generator đập kế bên nó chổng. Tự cung tự cấp luôn cho nó xong. Chi cho khổ vậy, Nether Star Generator vậy thôi nè. Đập thẳng giống luôn, chế tạo xong đập thẳng giống kế bên luôn, khỏe luôn. Tesseract thì mình nhớ là không có giới hạn. Thật ra nó có giới hạn nhưng mà giới hạn nó cao lắm. Tesseract hình như là giới hạn cỡ 2 tỷ 147 triệu gì đó, 643 ngàn gì á. Chỉ có cái Dimensional Transceiver này giới hạn thấp quá, chỉ có 20 ngàn thôi. Flux Network không có. Đây là Quantum Flux chứ không phải là Flux Network. Thì đó, nó là vậy đó. Giới hạn của biến đó là 2 mũ mấy? 2 tỷ. 2 tỷ 147 triệu 643 ngàn 400 mấy gì đó, nhớ không chính xác à. Nhưng nó là cấp số nhân của 2 á. Hai mũ 32 á ta, như 2 mũ 32 á. Số đó hình như là 2 mũ 32. 2 mũ 32 là 32 bit á. Nếu mình nhớ đúng à, để coi thử coi. Bốn tỷ. Nó là bằng cái con số cao nhất luôn rồi đó. 2 tỷ 2 mũ 16 hả? Không phải, 2 mũ 16 là không phải rồi đó. Rồi 2 mũ 32. 31. À, 2 mũ 31. À đúng rồi, 31. Tại vì con số nó bắt đầu là từ số 0. 31 chứ phải 32. Cái đó là dành cho bạn nào mà hả, dân lập trình á, là nghe là phải biết liền ha. Số mà 2 tỷ đó nói là phải biết liền. Chứ mình không biết mấy cái đó. Nói vui thì được. À, bây giờ chúng ta cần phải có efficiency, không cần đâu, làm cái Nether Star luôn đi. 2 mũ 32 trừ đi 1. 2 mũ 32 nhỏ ở trên trừ 1 mới đúng. Rồi, vô Nether Star Generator. Đặt công thức luôn. Nghe ghê quá. Nói chuyện mà toàn ha, gì đâu không à. Số gì mũ lớn quá. Cái này có chưa ta? Ừ. Đúng nghĩa luôn hả? Đúng nghĩa thì làm sao ra ta? Ví dụ như các bạn bấm số mũ 2 mũ 32. 2 mũ 32 đó là cái con số nó lớn hơn rồi chứ. Thôi cái chuyện này là chuyện của mấy ông lập trình biết, chuyện này chúng ta không cần biết. Đâu rồi, đang làm gì vậy? Bạn nào muốn học lập trình
Redstone block. Chính redstone thành một block. Rồi bỏ nè. Mà thực tế nếu mà bạn nói 2 mũ 32 mà nghĩa là 2 mũ 32 tính xong mà trừ đi 1 á, chắc chắn không phải là số 2 tỷ. Tại 2 mũ 32 á, nó là ra 4 tỷ rồi. Thì nó đúng, nó phải là 2 mũ mở ngoặc ra 32 trừ đi 1 là còn 31 thì nó mới ra 2 tỷ. Tỷ 147.483.648. Rồi. Giờ chúng ta sẽ làm Nether Star Generator. Tấm công thức cấp độ 1 thôi. À, cấp độ 2 luôn đi. Cấp độ 2. Thiếu sâu sen. Aha. Mình có thể làm cấp độ 3 luôn. Một cái. Rồi, đang tính toán. Đừng có crash tôi nha. Đây rồi. Tính toán hơi lâu. Thiếu 52 nè, thiếu đá cội 400 mấy nè. 70 mấy cái missing nè, ok nè, không gì nè. Missing này cũng dễ nè. Soul sand thì cũng dễ nè. Chỉ có Dragon Thread thôi, nếu chúng ta có thì khỏi cần phải làm. Chắc phải đi đập con Ender Dragon quá. Ra đập nó một cái. Đi lấy thêm Wither Skull về. Quên là phải đập con thêm con Wither Skeleton nữa chứ. Mặc dù là không có cần thêm nữa nhưng mà cần trong công thức chế tạo. Hao điện quá. Tao kiểm tra coi đầu này kinh nghiệm sao. What? Không kinh nghiệm. 11 cái. Nó cần 1.900.000. Con số nó viết 0 gì hết trơn á, không có coi dễ được. 1.956.800 AREP. Mức độ là 48.000 AREP per tick, gần 49.000. Không có thấy được con số. Là sao? Thì là có hay không có? Nether Star không có tăng thêm ta. Gì vậy? Hết vô điện rồi. Đi lá gì? Nãy giờ để không, không có chạy. Cái wood này kỳ lạ ghê luôn á. Không đủ điện là nó đứng.
Giờ gắn capacitor vô trọng. Tăng output. Capacitor hơi mệt á. Hơi mệt đó, làm cái này star generator cái đi. Đi qua nether đập thêm hai con nữa. Play với con Wither Skeleton. Chờ xíu đi. Chúng ta đập thêm hai con nữa. Và 100 chưa tới. Lật môn. Hay ghê luôn. Ngủ được, ngủ được. Không có con gì xuất hiện là mình ngủ được hết. Chờ xíu. Mình làm cái Nether Star Generator cấp độ 2. Ở đây phần chơi này nó không có để chúng ta biết được là cái Nether Star sẽ generate được bao nhiêu. Ở đây có nè. 4000 arithmetic cho loại này. Nhưng còn cái bên kia thì bao nhiêu nó không nói. Hết ổn. Blaze cho một đập. Ai da. Wither Skeleton cho một đập. Xong xuôi đi về. Vậy là có controller xài rồi đó. Đủ rồi. Quên một chuyện rất là quan trọng. Soul Sand. Lên cấp. Cái này lên cấp. Cho mining speed vô. Vui vui luôn. Bye bye ma ơi. Phần chơi này có wood á, cho nên Nether Star Generator là chân lý luôn. Vừa mạnh vừa nhanh. Chỉ lấy Nether Star luôn. Redstone lấy thêm. Cần thêm đá củi nữa.
Để coi coi nó cần bao nhiêu, nó ra bao nhiêu. Thiếu đá cội. Đã cho auto chế tạo Nether Star Generator Mark 3. Chúng ta hãy đi kiểm tra coi nó được bao nhiêu điện nha. Cho cái cục transceiver chỉ chuyển được có 20.000 bằng cộng dây thôi, dở quá. Nên ta sẽ cần phải có em này tự cung tự cấp. Bây giờ bỏ vô 99.000 RF per tick. À 99.000 đó, vậy trên đó có đủ điện để chạy không? Đâu rồi? Bùm một cái đầy điện luôn. tháo cục transceiver ra, tháo ra nó chạy được 30 giây á, ghê lắm. Đập cái bụp vô thôi, một mình nó thôi xử lý. Ở chạy rồi đó, đi coi thử cục này để mình xài cái khác, nó giới hạn quá. Hơi dở. Wow. Đó. Experience nâng cấp đó. Gắn vô một cái nè. Cả đống luôn. Ồ mà cái này nó để là 16 experience cho một cây. Cái này bấm nhanh được không? Được được. Còn cái này bao nhiêu experience thì nó không nói. Cục này phải coi ha. Tại vì một cục này là được bao nhiêu kinh nghiệm nữa. Cũng nhiều lắm. Nhưng mà như vậy là âm luôn. Chạy thiệt là ghê gớm. Đó là Mark 3 đúng không? Nether Star Generator Mark 3 99.000 RF per tick. Chúng ta sẽ không thiếu luôn RF. Còn nó chạy kìa. Cho XP Shack kìa. Này còn xịn hơn SP ở bên kia nữa. Rồi tắt đi, tắt đi. Tắt bên kia được rồi đó. Enderman về nghỉ ngơi được rồi đó. Về giường, không chạy nữa. Rồi bây giờ là cần phải có sách gì nữa đây? Efficiency hả? Hợp lẽ là efficiency ta. Decapitate, nói chung là mình làm gần hết rồi đó, giờ còn thiếu efficiency thôi. Là 40 cột á, Ray, Lutin, Mass, XP, Ray, Lutin, Mass, XP, 4 cột rồi. Chưa có Lutin à. Rồi ngồi bấm đã luôn nha. Bấm đã luôn á. Quantum Storage Unit. Inferno. Đi qua bển, gắn cái quantum vô.
Bây giờ ở trong đây mình sẽ cần phải cho ra, à còn phải có filter nữa chứ. Quên, chúng ta sẽ phải filter lại, nếu không nó sẽ chạy rất là tùm lum. Rồi đầu này chúng ta sẽ gắn hai cái thì bên đây chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó nhìn về hướng này ha, để mình có thể nhìn thấy được nó ra cái gì. Nó quay cái lưng về bên đây, nhanh chóng quay về làm filter một cái. Công thức của filter của bên này, filter hai món thôi, nether style với lại cái experience. Nó đầy rồi thấy không? Wireless và cho vô đây. Nhớ là phải bỏ speed upgrade và start upgrade vô để nó giữ bên này, và nó sẽ cho vô trong đây. Và chạy rồi đó. Kinh nghiệm này bấm đã luôn nè. Ding 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 ding. 1000 mấy. Quá dữ. Đây làm chỗ chứa liền nè, thấy không? Mấy cái như sulfur hay là gì này nó không bao nhiêu hết á. Từ từ xử tiếp. Còn Nether Star bên đây không bao giờ thiếu. Quá ngầu. Đập một cục này tự cung tự cấp cho trên kia. Khỏi mất công làm này làm kia nữa. Để ngoài sau được không ta? Không chịu. Để ngoài trước thì sao? Không chịu. Vậy là phải liên tục. Nó không chịu nữa không? Tại vì để mà nó thiếu, nó kiểu như bên 3, bên 2 thì nó cũng không đẹp. Hay dở. Lock up the sea, dừng cuốn. Ngủ thôi. Tiếp tục làm công thức. Chắc làm lock up the sea trước. Efficiency ha. Looting. Sau đấy có làm looting trước đi ha. Looting là cần phải có Enderman head. Hết kinh nghiệm.
2.500 rồi kìa. Bên đây là 9.000 mấy. Chưa quá đi. Xài ghê luôn. Và nhờ vào kinh nghiệm một đống, bây giờ chúng ta sẽ làm cái efficiency luôn. À, looting chứ lộn, không phải efficiency, looting. Looting cấp độ 3. Rồi đi lấy thêm endstone ở ngoài đây liền. Vì chứ cái đó không thiếu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Này là mới làm có một bộ thôi nha. Phải làm hai bộ. Mỗi cái upgrade đều là hai bộ. Tại vì có tới 2 cái mob farm. Nghe nó căng thẳng chưa? Rồi tháo xuống, lên trên kia gắn lên. Có lút tinh vô thêm. Tốn điện thêm. Đầu tiên có lút tinh là biết có tốn điện rồi đó. Nhiêu? 200.000 RF tổng cộng. Thì nó cần là cỡ 500.000 RF, 525.000, 52.000 RF per tick. 52.000 vẫn là tầm thường, không sao hết. À, tại vì trong đây mình đang có tới 90.000 RF per tick lận. Quá đã. Rồi bấm thôi, đang có kinh nghiệm tha hồ xài. Đâu cần efficiency đâu. Hoàn toàn không cần efficiency luôn. Để chắc tranh thủ làm lại mấy cái này. Còn không thì cho efficiency vô luôn. Nether Star Generator. Giảm xuống cho nó đẹp. Vậy thôi. Chứ gì đâu. Hello. Mỗi cái cấm máy phát điện luôn. Vậy thì phải có một cái Ender Chest chuyên vận chuyển Nether Star. Lại dư ra cuốn looting nữa. Mà sao lại dư ta? Không có tự động được. Cái vấn đề là nó không có chỗ để bơm experience vô. Nè, cái này nó phải bắt tự bấm lấy kinh nghiệm của người chơi. Nếu mà tự bơm experience vô á thì cần gì mà phải khổ như vậy nữa. Thiệt luôn á. Not lapis. Thank you.
Thiếu một cuốn gì vậy? Thiếu cuốn cấp độ 1. Ồ, nó có bị dư không vậy? Có. À không, lớp hấp là C cấp độ 2, không sao. Những tập trước là có thử cái vụ enchanting của Endio rồi nha. Cuốn, hai cuốn, ba cuốn cấp độ 1. Hai cuốn cấp độ 2 và hai cuốn cấp độ 3. Tiếp tục Power Flint Decapitate không cần Dimas Fortune. Hai nước giữa hồ ấy. Làm cái đó đầu tư một lần thôi, xài hoài luôn. Quá khỏe. Cái này cần hơi nhiều nha. Em rồi trước đi cho dễ. Ôi. À không, đúng rồi, tưởng lộn. Không lộn.
Ray upgrade. Không phải. Mass upgrade. Không dư, ok. Này mới mệt à. Cái lượng flint cần rất là nhiều. Season trước là season nào? Bạn lộn cái gì rồi đó. Ở chừng lộn. Hết kinh nghiệm. Cấp độ 2. Cấp độ 3. Đúng rồi ạ. À, còn cuốn cấp độ 2 nữa. Ở đó. Thiếu 97. Nãy giờ thì mình đang làm công thức của những cái upgrade mới. Và chúng ta sẽ cho làm Nether Star Generator cấp độ 3 một lần nữa. Quang thiếu Ender Pearl. Ender Pearl phải qua bên kia lấy. Rồi chúng ta sẽ cần phải làm upgrade còn sót lại Ender Pearl nè. Rồi xuống đây, lấy ba cái controller ra, 1, 2, 3, gõ cái này trước. Không gõ được, phải gắn lên trên cái bộ trên kia mới cho gõ. Vậy thì ta sẽ coi Nether Star Generator cấp độ 3. Nó đây, auto hết. Rồi tất cả những loại upgrade cần thiết, lấy ra. Mass upgrade, looting upgrade, rồi XP upgrade. Đó là bốn loại. Nó còn cái nữa là efficiency, nhưng mà efficiency thì thôi khỏi cũng được. Chúng ta lên đặt cái này xuống. Đây là gì? Enderman. Đặt ha. Tiếp tục. Place.
Tiếp tục. Rồi còn Wither Skeleton nữa. Không. Thích con gì có con đó. Và tất nhiên là chỗ này. Bỏ ơi, cục này dở rồi. Nether Star Generator cho nó xịn. Gắn ở bên đây. Rồi đi lấy Nether Star từ bên kia qua. Oh yeah luôn. Không để ý cái này cũng đầy hết luôn. Tại vì đã lỡ làm rồi thì làm cho nó trọn vẹn thôi chứ không gì hết. Giờ bỏ Nether Star vô và bắt đầu chạy. Có được gì đây? Trên đó là Wither Skeleton. Hết hồn, tưởng Grass nữa chứ. Ồ, Wither Skeleton chạy được gì rồi? Tốc độ rất là chậm. Rồi, nâng cấp. Nâng cấp liền. XP nó không có đưa theo thứ tự rồi. Mình phải lấy theo thứ tự. Mình gắn vô hết. Tạm thời thì XP chúng ta chưa có gắn vô thêm. Và đi xuống dưới này kiểm tra trước. Rồi xong. Nó ra thêm cung kiếm rất là nhiều. Cái này cần phải loại bỏ đi. Nhưng mà con này nó sẽ cần phải có Decapitate. Thì nó mới tăng cái tỷ lệ rớt Wither Skeleton Skull được. Áo giáp gì tùm lum hết rồi thấy không. Những cái đó là phải đem đi tiêu hủy. Không cần thiết à, biết rồi thì giờ đi tắt cái đó một cái. Tắt đi, tắt đi. Chúng ta bỏ con play vô. Enderman thì khỏi cần. Play vô trước đi. Đầu bên đó. Tháo kinh nghiệm ra. Tháo mấy cái này ra. Play đây. Ầm ầm luôn. Nó bị lệch khung ha. Làm thêm thì Decapitate gắn vô là được. Quá đủ chưa? Rồi, chưa đủ. Bây giờ mình sẽ cho thêm vô trong đây một cái nữa để nó chứa cái phần experience này. Chưa chạy vô nữa hả? Nó chưa tìm được đường chạy vô nữa. Rồi để bỏ vô mọi cái. Chạy vô. Khoan đang chạy gì vậy? À, đang có filter. Rồi xong rồi, bỏ filter đi. Bây giờ chạy hết mà. Tiếp thêm cái cuối nữa là có cái sulfur thôi. Sulfur nè. Bỏ vô là xong. Dính gì chóng nha.
experience này là ngoài luồng nè. Toàn bộ là experience kia thôi. Con đuôi đâu có nhanh đâu. Con đuôi phải làm upgrade nữa. Mệt hơn. Từ từ tính. Phải xong rồi đó. Đi ngủ. Con đuôi phải làm stack upgrade và upgrade gắn vô. Rồi, và như vậy là trong ngày hôm nay thì mob farm của mình, đây là cái wood ha, đã có được những nâng cấp xịn nhất để chúng ta có thể kiếm được nhiều đồ chơi nhất trong thời gian ngắn nhất. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.